Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh, cũng tiếp tục giao lưu với bà con những cái cây bonsai mini, cây tầm trung, cây giá rẻ nha bà con. Ở đa phần nuôi gò công, rồi cây linh sam nha, bông tre. Thì có những cái phôi giá rẻ nha, để giao lưu tới với bà con. Thì bà con mình liên hệ một cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Mã đầu tiên hôm nay là mã số 0. Số 0 thì em có một cây trung nu, cây này thành phẩm không còn dây, không còn mặt cắt nha bà con. Những cái mặt cắt mà nuôi lâu năm là nó bít hết rồi. Đây em quay trực tiếp cho mình ha. Rồi đo chiều cao đi. Cao là 35. Cao là 35 nha, cây lùng lực, rất là lùng lực nha. Tán ngang là 50. Tán ngang 50, cốt cành nó rất là to luôn. Đóng chuẩn chi nha bà con. 1 2 3. Thân thì nu nút ha. Hoành là 36. Hoành là 36, tổng hoành đế chứ ha. Đế thì đế sắp điều. 48. 48 ha. Đây, dáng trực lắc nè. Đấy, cốt thì nó đóng cực kỳ chuẩn luôn. Đó. Rồi mình đo cốt 1 đi. Cốt 1 đó đó. Đây, nu nút. Đế quặm xuống nha, này xử lý đế hết nha bà con. Đế cấp 1 nó khoảng 18, 17, 18 rồi nha bà con, chọc cốt nữa ha. Nuôi rất là lâu rồi. Đây thì dàn đế nè, nở đều ra, bệ một bệ rất là đặc luôn nha. Đây, đây, mặt tiền đây ha. Trực lắc. Rồi mình đo cốt 2 luôn rồi. Cốt 2 này chắc khoảng 14 15 nha bà con. Rất là đẹp ha. Cây này thì chuẩn cây rồi. Đó. 14 ha. Rồi quay đi. Thì cây này em giao lưu bà con có giá là 5 triệu 500.000 em bao phí ship toàn quốc ha, 5 triệu rưỡi em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Ở một cây chiếu thủy nu gọt công. Cái này thì lặt cái vàng lá ra, cái nhìn vàng xương cực kỳ đẹp nha. Tại vì cái vàng lá nó nhiều quá đâm thấy hơi rối ha, cắt chưa tới. Cái này thì em mới vừa vào cái chậu này thôi. Đó, thì giá 5 triệu rưỡi em bao phí ship toàn quốc nha bà con. Cây này nó cũng rất là lâu mới được gì nha. Đây mình xem cái vàng xương nó kỹ lại nha. Đây, mặt bên đây ha. Mặt cắt đầu cốt thì đầu cành thì nó bít hết rồi. Đây, cốt mà nó to gì. Đó. Quá trời cây này cốt đẹp luôn. Rồi. Rồi mã số 0, em giao lưu bà con giá 5 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 2, mã số 2 là một cây trang đỏ. Số 1 là cây trang đỏ cực kỳ già. Đây, lên hoa, vườn hoa đẹp nha. Cái này thì những cái đọt non nó đang lên hoa thêm lai gai nha bà con. Ở này thì em sẽ ship luôn chậu mình cho mình. Rồi, chiều cao cây. Cao là 29. Cao là 29. Tán ngang là 40. Chiều dài tán là 40. Hoành đây là 11. Hoành là 11 nha bà con. Cây này được cái rất là già nha. Đế là 35. Tổng hoành đế là 35. Đây, bà con mình xem ha. Dàn xương nó dưới đây ha. Khớp dây à. Nghiêng qua một cái ha. Đó, dàn xương dâm nó đó. Không còn dây kẽm nữa nha. Cây này rất là già rồi. Ở 4-5 năm mới được gì nha bà con. Rồi thì cây này em giao lưu luôn chậu cho bà con mình. Giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. 1 triệu mã số 1 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây me chua. Ở dòng me này thì me cũng cái đọt nó đỏ nha bà con. Thì em báo me chua cho mình. Thì khi mới vừa lờ trổ đọt lên là đọt nó đỏ nha. Rồi chiều cao cây. Cao là 37. Cao là 37 nha. Dài là 47. Chiều dài tán 47. Cây này rất là mịn màng luôn. Cây này thì khoảng vài ngày nữa thì nó lên cái đọt đều nữa ha. Đó là cây nó đẹp nha. Cũ đây, là 40. Tổng hoành cũ 40. Thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 900 em bao ship nha. Cây cực kỳ già rồi. 900 ngàn em bao ship. Đây, cũ đây. Giá 900 nha bà con, em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Mã số 2 nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây, số 3 cây này cực kỳ đẹp luôn. Đó, một cây dáng trực pin. Cây dáng trực này chiếu thủy nuôi gọt công luôn. Chiều cao cây. Cao là 25. Cao là 25. Tán ngang là 39. Tổng chiều dài tán 39 nha. Cây này thì không còn mặt cắt mặt thẹo gì nữa nha bà con. Đó, đế thì cũng đẹp luôn. Hoành là 23. Hoành là 23. Tổng hoành đế đó đi. Tổng hoành đế nó khoảng 38 nha. Đây, thì dàn xương này không chơi vào đâu được nha bà con. Đây, cốt nó khoảng tay cái, lớn hơn tay cái rồi. Dàn xương dàn đế rất là mịn màng luôn nha, đẹp nha. Cái này cái đẹp nha. Thì cái này không còn mặt cắt nữa, em giao lưu bà con giá là 1 triệu 400 ngàn em bao ship toàn quốc nha. 1 triệu 400 ngàn. Cái này nuôi càng lâu thì giá trị càng tăng nha bà con. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo là một cây sung. Đó, cây sung này đang lên trái luôn. Thì cây này thì bà con về có thể mình cắt tỉa lại ha, theo cái form đó. Rồi chiều cao cây. Cao là 47. Cao 47, chiều dài tán. Dài tán là 53. Chiều dài tán 53 nha. Cái hoành vị trí đó là 24 nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá 400. Ở bể đế đặt đều ha. 400 cho cây sung này em bao ship toàn quốc. Rồi, đợi cây. Mã số mấy? Mã số 5 rồi nha. Đây, mã số 4 là cây sung nha bà con. Mã số 5 là cây chiếu thủy nuôi gò công luôn.
Ở cây này thì em giao lúa bà con giá trị 800 ngàn. Rồi chiều cao cây, cây này không còn mặt cắt nha. Cao là 34. Cao 34. Tán ngàn là 42. Chiều dài tán là 42. Cây này thì cốt cành cực kỳ to. Vành là 22. Vành là 22. Củ đế là 33. Củ đế là 33 thì bà con mình lưu ý giùm. Cây khi những cái cây mà em quay thường em bắt cặn để cho bà con mình thấy cái độ thân, độ già hoặc là mặt cắt này của cây. Bởi mình thấy ở trên màn hình TV là cây nó rất lớn ha. Lưu ý giùm em cái kích thước cây để mình hình dung ra nha bà con. À. Rồi cây này không chậu, em giao lúa bà con giá 800 bao ship toàn quốc. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo một cây phơm tán đa thiên nhiên. Cây này thì đọt mà già cái mình vô đợt gian cái nó mịn ngần vàng. Cây này rất là đẹp nha, nuôi càng lâu giá trị càng tăng nha. Đó, chiều cao cây. Cao là 32. Cao là 32, chiều dài tán. Chiều tán là 44. Chiều dài tán là 44 nha. Hoành. Hoành là 38. Hoành cái này tới 38 nha bà con. Đó, cái này rất đẹp luôn. Cốt cành rất là to. Đế này khoảng 65. Đế là 65. Đó. Cây này em giao lúa bà con giá là 1.900.000. Em bao ship toàn quốc nha. Cây này cốt cành nuôi cắt trực rất là lâu rồi. Này ra đợt tược này bà con mình điểm cái là phơm mịn cây đẹp luôn nha. Đó. Đây cốt cành ở đây. Thân thì nu nút ha, rất là già. Đế thì nở ha. Đó, mập rất là mập luôn. Dần thân nó mập ủ ha, nở ra rất đẹp luôn. Đó, giá chỉ 1.800.000 em bao ship toàn quốc nha. Rồi đợi cây. Tiếp theo mã 6. Mã số 6, 7, mã số 7 một cây sam siêu bông. Cây này phơm tán đa thiên nhiên. À, cây này làm phơm tán đa nuôi rất là lâu nha bà con. Cao là 30. Cao là 30. Dài là 48. Tán dài là 48 nha. Vành đây là 20. Vành là 20 nha, đế sắp đều ha, cây đẹp. Đế là khoảng 45. Đế là 45. Thì cây này em giao lúa bà con giá là 3.500.000, em bao ship toàn quốc nha, 3.500.000. Cái này đáng sưu tầm chơi nha bà con. Đó mình xem dàn xương này nuôi rất là lâu mới được gì nha. Đó, phơm thì mịn đẹp. 3.500.000 em bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cây chiếu thủy nu gọt cong luôn, phơm tàn ấm mịn, cái xương nó rất là dày rồi nha. À, cây này thì em giao lúa bà con giá là 1.500.000 em bao ship nha, chiều cao cây. Cao là 33. Cao là 33, chiều dài tán. Chiều tán là 52. Tổng chiều dài tán là 52. Hoành là 22. Hoành là 22. Tổng hoành đế. 54. 54 nha. Đây dàn xương nó đây ha. Dàn xương thì nó phơm tán đa thiên nhiên nhìn rất là đẹp nha bà con. Rồi quay mặt kia luôn. À, cây này quá đẹp cái này luôn nha. Rồi kia quay. Đó dàn xương ha. Dàn xương già thân thì nu nút đây. Cái dàn đế đây, đế sắp ha. Đó, xương thì bích chịch hết rồi, nó cũng đang ăn dây từ từ. Thì cây này em giao lúa bà con giá 1.500.000 em bao ship toàn quốc nha. Ship luôn cái chậu xi măng này nha. Mã số 8 nha bà con. Rồi đó cây. Đây mã số 9. Cây số 9 này rất là đẹp luôn nè. Chưa tới gì nha. Cây này đẹp nha bà con, dàn xương thì khỏi chê vào đâu hết. Trung nu nha, chiếu thị trung nu. Rồi chiều cao cây. Cao là 26, chiều dài tán là 48. Chiều dài tán là 48. Hoành thân 18 đây, dàn xương đây. Chi chích nu nút hết nha. Đây mặt cắt, cái mặt thẹo thì đang kéo gần bích rồi nha. Kéo rất mạnh luôn, về bà con mình nuôi nó có đất đồ vô cho nó ăn vậy ha. À, kéo cấp kỳ mặt cắt này kéo nha. Rồi, quay đi. Đây dán bay. À, cái này có thể mình làm cái đuôi nó dài xuống cho nó đổ xuống cũng vẫn đẹp nha bà con. À, phơm này phơm dán đổ nhìn rất là đẹp luôn. Cái này cho nó dài xuống tí ha, nuôi thời gian dài ha. Cốt cành mà cắt chủ thì nó liền bích hết rồi, chỉ có cái thẹo đó thôi. À, thì cái này em giao lúa bà con giá là 1.700.000 em bao ship toàn quốc, 1.700.000. Giá này rất là hữu nghị hợp lý nha bà con. À, cây mà nuôi tới nhiều đỉnh đó ha, già rất già không bằng dây ha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cây sam sông hình nha bà con. Cây này rất là to nha, đẹp to đẹp nha. Phơm nó rất là mịn luôn. Hết dây rồi, cao. Cao là 53. Cao là 53, chiều dài tán là nhiều. Cái dài là 76. Đâu, hết dưới thiệt. Thẳng đường kia kìa, đường kia qua thẳng dài. Đúng rồi, à, từ đầu đó lại đây. Rồi, nhiêu? 75 ha. Rồi, quay. Rồi, đo hoành đi. Hoành là 30 ha. Cái này rất là to và đẹp nha bà con. Đế là 83. À, hoành đế là 83. Cái này em giao lúa bà con giá chỉ 2.500.000 thôi. Cái này rất là to ha. Rồi để mặt đó dừng. Đó. Cái này là mặt trái mà cái phơm lên mình nhìn cực đẹp ha. Chán bay ra. Cốt cành rất già. Rồi quay qua mặt tiền cái nữa. Đây mặt tiền đây. Đó.
đây em tiền nha bà con. Rồi 2,5 triệu em bao ship bó bầu cho đi. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo một cây giáng đa thiên nhiên luôn, mã số 11 đó, mã số 11 nha. Cây này rất to và đẹp nha bà con. Cây này thì phơm tán mịn ha, cốt cành to hết rồi, hết dây hết mặt cắt rồi. Cao là 66. Cao là 66. Tán dài là 92. Chiều dài tán là 92. Cây này buông dây hết nha bà con. Hoành đây là 40. Tổng hoành là 40, hoành đế cũng khá đều đều nha. Đế là 78. Đây, hàng xương nó đây bà con, xem hàng xương buông dây hết rồi. Đây, đế cũng được nha. Cây này thì em giao lưu giá hữu nghị cho bà con có giá là 2,8 triệu, em bao ship cây to nhưng mà chỉ có 2,8 triệu nha bà con. Đó, mặt cắt liền bích ha, em bao ship toàn quốc cho mình một cây trực tán đa. Cái này thì về mình có thể mình vô cái chậu mà chữ nhật cái mình đưa một ông tượng đứng ngước nhìn lên ha. Đó, rất đẹp luôn. Đó, rồi, đỡ cây. Đó, mã số 11 nha. Rồi tiếp theo mã số 13. 12, 12 là một cây phơm tán đa luôn. Cây này thì lặt lá cái dàn xương mà con mình khỏi chê luôn. Đó, nuôi rất là lâu to ha, một cụm rừng ở lên phơm tán đa thiên nhiên. Cây này quá đẹp, chiều cao cây. Cao là 55. Cao là 55. Tổng chiều dài tán là 96. Tổng chiều dài tán 96. Phơm rất mịn nha con, cây thuần chậu rồi nha. Tổng hoành đây là 92. Tổng hoành là 92. Đây, dàn xương nó đây. Các con xem. Hoành trên thân nó khoảng 30, hai mấy 30 nha bà con. 26 ha, rồi quay. Đây, dàn xương bà con mình xem. Rất là đều và đẹp luôn nha. Đó, nguyên một khối ha, lên cái dàn xương mịn đẹp nha. Đó, thì cái vết lũa nó đang kéo và nó sành nó rất cứng rồi. Có những cái vết lũa xử lý rồi nha bà con. Thì cái này, em giao lưu với bà con có giá là 2,8 triệu, mã số 12 nha bà con. 2,8 triệu, em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, em lấy tổng thể cho mình. Cái này đi thì em không có ship chậu nha, đây này em chỉ ship bó bầu đi. Rồi, đỡ cây. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cặp phôi trung nu à, gọng C nha bà con. Phôi này thì thân già nu nút rất là đẹp luôn. Đây, chiều cao cây. Rồi tính chiều cao đồng nó 60 đi nha bà con. Ở mình đâu hoành với đâu cũ đi. Hoành là 23. Hoành là 23. Cũ là 32. Tổng hoành cũ là 32 bên đây luôn. Hoành bên đây nha. Bên đây là 21. Hoành 21, hoành cũ là 31. Đây thì cây này một cặp á, này về bà con mình cắt lại ha. À, chơi dân nhân, tông cao cành gớt ha. Hoặc là lụng tí thì cây gọng CC ha. À, rất đẹp. Cặp này em giao lưu bà con giá 300 bao ship toàn quốc, mã số 13 nha bà con, mã số 13. Rồi 14 lên tiếp luôn. Rồi cây này cũng vậy luôn, cặp này cũng đồng giá là 300, ở cao là khoảng 60 đi, ở trên 60 tính 60 thì bà con mình cắt lại nha. Ở hoành 22. Hoành là 22, bà con thấy vàng nâu nút không, ở cũ là 28. Rồi cây đó thì cái mặt thẹo nó dưới một tí xíu, mình có thể xử lý cái lỡ liền lại nha. Cũ là 34. Hoành 26. 300.000 em bao ship toàn quốc cho mình nha, mã số 14 nha. Rồi tiếp theo mã số 15 đó, clip chưa. À, cặp này thì 400, cặp này rất là to nha bà con, to đẹp nha. Đó, cực kỳ già luôn. Cao khoảng 70 nha. Hoành đây 28. Hoành 28, hoành cũ. 44. 44, còn cái đó hoành thân nha. Vớt. À. 26. 26. Hoành cũ đó là khoảng 31. Đây, đó mặt em bắt cận cho mình xem hai cái phôi, hai cái cũ của nó ha. Đó, còn thân nó thì nu nút đây. Đó, rất đẹp luôn. Thì cặp này 400.000 em bao ship toàn quốc cho mình nha. Cặp to nha bà con. Thì cặp này cũng là cuối clip nha. Cuối clip thì Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con, rất mong được sự ủng hộ của bà con mình xem kênh, thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.